Chào mừng quay trở lại với Trần Đấu Văn Tùng và lát đến rồi với bạn giá lát đường rồi trên của ôi trời ơi Sochomer lát ngày hôm rồi nay sẽ là một kèo khó. Con thế kêu mừng của quá Sochomer đi ngày hôm em nay mừng sẽ phải quá đụng độ cùng với một đấu sĩ cực kỳ mạnh và áp lực, đó chính là Olaf, và để xem kèo này thì Sochomer sẽ xử lý như nào nha. ủa Let's go. thế Ok, Ngọc thì đó là nhịp độ chết người, đắc thắng, huyền thoại, tốc độ đánh, chốt trận cuối cùng, bảng đấy phụ mang giáp cốt hay là ngọn giáo thứ hai bây giờ? Suy nghĩ nha, mang giáp cốt hay ngọn giáo thứ hai? Bởi vì giáp cốt bị bóc rất nhiễm là dễ, bảo nó chỉ cần quang quỳ cái nó bóc giáp cốt à. Nhưng mà giáp cốt nó sẽ chống all in ở Ragnarok. chế nhiễm bảo là chiến gì là đã Rồi, chết quyết định lấy giáp cốt đấy từ Sacha. Mức rank khá cao, mức rank lobby này là mức rank cao thủ anh em ạ. dùng đại gì bảo mà đại là gì bảo tôi là trắng rồi tôi đại gì bảo mà Olaf nó tốc sai hành tốc thảo biến cực kỳ áp lực. cái liệu gì chung Bảng tôi phụ nó có mang theo xóa để ai cái đi phản cảm hứng. tả. Ôi sao là con xin giao kim cương 4 Elo ác vậy. Bảng phụ nó mang cảm hứng, nó có mang theo cái vận tốc tiếp cận anh em. Nó quy làm Thế là chậm cái hai nó nhân all-in đại à. bố niệm mà Mệt, thiên sử đại rất bố mệt, niệm mà kèo ý này cực là kỳ sao? khó. Hay là Dính một quy của nó đi thế thì đường nó mình tốc cũng hành all-in đả là trả là cũng rất rất việc đấy anh em ạ. tôi尽量玩一下能玩的情况下Kê继của续sao cho玩mừng吧thì主có要những cái今trick天xử听他lý在ở cấp độ说啊 một他不是cũng khá对là线mạnh, nhưng对không的biết là很cấp 1 坑all-in爹với nhịp嘛độ thì nó có chết được con Olaf phía bên kia hay không.就比如说跟那个诺手对撇Và đánh kèo này bắt buộc phải mang theo thiêu đốt anh em nhé.那Nhiều bạn sẽ suy nghĩ là kèo同nào样的đằng英nào cũng雄thua,打一mang dịch chuyển thôi. Lỡ mà chết thì TP lên把đón有kinh机nghiệm,会再玩吧lên level 6 có或者tay dài farm an toàn hơn. Nhưng mà không, phải đánh thiêu đốt bởi vì sao?看不见我Đánh的với弹Olaf幕không có吧thiêu đốt,你nó说hút什máu么lên chịu了không nổi. Dam kêu đã bé rồi nó hút máu lên nó bật W nó那我outplay就nữa反击一下thì找找人家反không过biết来giết nó kiểu gì把anh他em ạ.拉你一下Rồi, khởi đầu bằng một cái kiếm Doran đến từ Sacha.打人是不是很弱啊Ván现này在thì没khả人năng phục hồi玩sẽ là了cực肯kỳ定ít这đấy样nha.就太弱了Vừa肯không có定ngọn这giáo thứ把hai, vừa không có khi Doran, mà lại còn không bước chân thần tốc nữa. Phục hồi sẽ đến từ những nó đòn đánh thị tay nhờ hiền hút tùng máu từ kiếm mà Doran thì chứ nó nó lại là thị quá ít hiền ỏi. chế chung là Nhìn chung là một kèo khó. kháng kha Nhưng mà tất nhiên là chất tướng này thì anh em đã xem có quá chỉ nhiều đồ nhận video được của Văn Tùng làm là về thứ ba kêu có rồi. nhận là chú bảo Kêu trong tay của ai thì cũng rất mạnh nếu nó mà不kéo lết.是免费的嘛弹幕Nếu thành công trong việc kéo lết thì弹幕也要退nó sẽ là啊một con tướng rất弹幕khỏe不để退các bạn啊có thể退不了lật一kèo. Mà xem kêu thì đa phần là những giáo án lật kèo ha. Rồi cấp 1 thấy Olaf rồi, té 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 té. Một E. Bị bóc giáp cốt luôn rồi. Đánh tay, đổi đánh tay, né quy tốt. Thêm một E nữa, E không kịp rồi. Cắm mắt vào đánh được thêm một hit nữa. Win chơi cấp 1 nhưng mà mất con mắt rồi ha. sáng sáng cho bà hiểu là Để xem mất giáp cốt như thế này thì Oni cấp 1 được hay không. Và Olaf sẽ xử lý vô lính như thế tôi nào. mà bu an chuyển mua Kèo này nhiều chuyển con mua Olaf đã đánh bình thường là nó sẽ không đẩy đường cấp 1 đâu anh em ạ. Olaf hai vẫn hiểu số và khoáng dù thả Nếu mà đẩy nhưng đường mà cấp 1 tôi thì phải đồng chuyển nghĩa với việc băng trụ hiểu cấp độ số 3 và kìa. Còn không cấp 1 thì cái đóng băng nó farm chiêu chiêu là level 3 nó Odin chết á. Sao cho mừng đánh tay kéo lính ra và sau lát hit tốt. Olaf cũng để sao cho mừng đẩy luôn. cũng Đánh không tay ảnh lát hưởng hit gì đến từ sao vị trí Olaf luôn. Đánh tay giữ được số nhịp độ, à nhầm giữ được số của nội tại. Bởi vì đòn đánh tay vừa rồi giữ 5 số nội tại nên Olaf quy chúng cũng không dám Odin. Cấp 2 trước cho sao cho mừng để nâng quy này. Đánh tay đối phương lên 2 rồi. Ok. Giữ E lại để giữ số nhịp độ nhưng phải flash chạy sau khi dính quy rồi. Đối phương tốc hành phải flash chạy liền thôi anh em à. Tiếp tục thảy quy mà đợt lính chắc chắn là đợt lính bị đóng băng ở giữa lane rồi. Nó không phải là một tơn đẩy quá rát dành cho Olaf phía bên kia. Mà sao cho mừng dùng E để cấu rỉa chứ không phải lát hit. Mất cái tốc biến hà. Thôi thôi thôi, nó chuẩn bị level 3 rồi, tốc biến quy làm chậm, có Talia dính quang địa chấn là cút. Bot hay rồi, bot gỡ ác rồi. Lại đến là mệt mỏi, chứ không lại đến 2 cái, tôi nên là đánh được qua Ngộp 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 ngộp. Ngộp anh em ơi. anh. Chủ yếu bị phủ thấu đánh trúng rồi, tôi cảm thấy tôi phải phải giao thủ xuyên rồi. Thở đều anh em ơi. Khởi xí. Dừng nó farm ba bãi lên ganh level 3. Mấy xong đó. Có cơ hội bảo vệ. Thôi được rồi, ok. Đón tân xe này anh em nhá. Chắc là Không có bảo vệ TP nhưng bắt mà đi. vẫn có một tân xe còn khá là nhiều CS để sao cho mừng đón Để và lượng giáo kinh hộ nghiệm rồi này mà sẽ đủ lên chắc là phải 3. giáo rồi chứ đã thôi. Mà tơn được reset này nó đẩy ngược trở lại là cũng rất mệt anh em ạ. Đây này, cái thời điểm này là thời điểm khó này. Cấp 1 đến cấp 2 thì còn có thể farm được, đến cấp 3 là không farm được nữa. Và từ level 3 đến level 6 nó mấy cũng xong là một đao khoảng giao thời chiến gian thật đáng khá khó tiếc. khăn dành Trong đó cho cũng几乎是说必死无疑的。Sao cho mừng. Nó kháng đá yếu Tơn xấu này xấu chắc chắn đẩy cũng cao anh không em được. nhá. Bây giờ xin ra lên cover rồi. Ok. Tên này mà dừng không lên là con Talia nó làm một mạng nữa là con Olaf nó băng trụ giết luôn đấy anh em nhé.
Xin giao lên trả một con mắt bụi cỏ chạc ba, sau đó về lại rồi. Một turn mà Đây không mới thể nào lại không mãi đẩy nữa thì mấy bàn phá nhất thì vì Olaf đã reset wave vào trong mình trụ. chẳng hạn bàn phá Thái nào là có gì Olaf lại còn ăn mạng nữa. Lần về nhà đầu tiên Olaf có một cái quốc chim. Sao cho ping đứng ở bụi cỏ phía sau có gì mai phục để phản công rồi. Nếu mà xin ra lên bụi cỏ đứng trên thì chắc chắn là mất cua. Cố gắng để có thể lát hit đến từ sao cho mừng. Lách quy tốt, lát hit tốt. Đứng ở phía sau trụ đi bạn. Úp. Đức chạy được không? Đức chạy được không? Quy làm chậm. Cứu 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 xin ra, cứu xin ra, cứu xin ra. Nó vẫn all-in à? Sao cho có thì đốt đẩy thì đốt lại giảm hồi máu của Olaf. Em của Olaf này trước, nó còn một tiếng W nhưng vẫn đổi mạng được. Một đổi bột có nhịp độ đánh tay từ nhà đến trường, quang quy đánh tay nhưng mà đối phương flash chạy. Đánh tay đánh tay. Ê, ok, double kill cho Sao cho vâng. Tân lính như nào nhỉ? Vào trụ nhanh anh em ơi. Nhanh Không lên, thể nhanh xa lên. được hả? Ai, Bán cái cũng đợt không lính xa này, lắm, cái có đợt lính sao này đâu, khóc thế này. rồi. Vẫn là bí chuyện là... Không Hai đổi sao đâu, hai bạn nhưng mà thấy cái tân thì lính này thì khó. sao? Vào trụ đi anh em ơi, vào trụ đi. Ai, chết dấu không nổi à. Pha này mà Sao Nhưng Trâm mà không tại gọi dừng lên sao là chắc ủa? chắn là chết mà không Nhưng gỡ mà được cái tại gì, sao mà ủa còn phía dưới Wailing cũng bị lại đóng rồi? băng nữa cơ. Tức là Sao Trâm đã hình dung ra kịch bản là con Talia nó sẽ gank thêm một lần nữa vì không có tốc biến này, kiểu gì nó cũng gank. Kêu xin giao lên để counter gank và có được một tiếng một đổi hai, à nhầm hai đổi Hai chỉ hai. ba chỉ mấy Wailing thằng vào bạn trong thôi. trụ nhưng mà Olaf lên kịp đấy nhá. Tân lính này Olaf lên Hai đón chỉ được lượng kinh ba. nghiệm khá lớn đấy. Trẻ tinh Ai, một tân lính 6 7 con mà Olaf đón được. Sao Hai Trâm lúc chiều này kinh thì nghiệm nó khác với thôi cú à. double kill đã có được Kinh nghiệm 2 mạng. chia là một dạng này. Mấy Búp lần thêm đầu một lượng tiên kinh chứ. nghiệm khá lớn. Kinh Và nghiệm cấp mấy lần độ của thì bạn tôi này nghĩ là không chênh lệch nhiều. tôi sẽ làm vào lần thôi. Olaf vừa xong tân lính vừa rồi nó lên 5. Sao Trâm Hai đã cấp độ cởi, 5 hai sẵn rồi. cởi, hai cởi. Nhưng mà phải lách quy đấy nha. Dính một quy thời điểm này là từ nhà đến trường đấy. Dính một quy thời điểm này là Olaf all in Chia bằng cho hai tốc thằng hành luôn luôn. á. Giữ cái đấp lại anh em nhé. Giữ đấp lại để làm gì, để đối phương all in thì còn đấp chạy. Đấp là công cụ duy nhất để Sao Trâm chạy. Né quy tốt. Sáng cầm là gì? Thể quy ăn Gì? lính từ xa thôi. À. Ok, level 6 xong Liệu. có chưa? Một lính nữa lên 6 là tay dài rồi anh em ơi. Rừng đang có đánh nhau này, Sao Trâm vào không đủ tầm R. Nếu mà Đâu đủ đang tầm R đảo thì không có đủ thêm một tí rồi. sát thương đấy. Zoe đang lên, Sao Trâm quạt nhẹ mọi người của Zoe, xin dao lao vào đổi mạng với đối phương dưới trụ và đó là một tiếng Olaf có mạng, đánh nhau 2-2 với Anivia làm choáng nhưng mà Ragnarok còn. Tung chiêu cuối Zoe còn flash, Sao Trâm đi theo ăn cái mạng này với một đòn đánh tay nữa. Giật về với chiêu cuối và Zoe. À, quy xịt. Ai yêu, tôi chú ý trước tôi mê hả? E xịt, quy xịt. Ủa ta, ủa ta. Một mạng của Zui rất ngon ăn. Nhưng rất tiếc là Sao Trâm lại không ăn nổi. May là bot đang không thua quá nặng đây anh em nhá. Lỗi skill à, lỗi skill cá nhân rồi. Rồi Olaf không cho farm lính luôn à. Một pha quy trúng, Sao Trâm quy trừ giáp đánh tay liên tục, W thả diều lách quy đối phương, lách thành công đánh tay. Nó còn W. Sao Trâm đánh tay, đánh tay, đánh tay, phát, đánh tay, ok. Này thì Cái gì proxy vậy? với chúng tôi không cho Thế Sao Trâm mình đón lính có và phải cái thiếu kết trả là lại Olaf không? chết ngược, không đủ sức để có thể proxy như vậy đến từ Olaf khi mà Ragnarok không còn. Và kể cả còn Ragnarok tôi nghĩ là không làm được như vậy. Viễn kêu đã level 6, tầm hoạt động của nó khá xa rồi. Trước khi Olaf tiếp cận được là nó đã tích được khá khá số của nội tại và nhịp độ chết người rồi. Một pha chơi dại tới từ Olaf giúp Sao Trâm có được một mạng solo kill. Và kèo này thì bắt buộc phải lên giày 2 sớm thôi các bạn. Bắt buộc phải lên giày 2 sớm để lách Q của Olaf và hit and run. Ui, về kịp anh em ơi. Ui, lấy được chiêu cuối của Talia. Ok. Thalia vừa rồi thì cũng có ý định lên gank nhưng mà bị Xin Dao đấm chết giữa đường. Xin Dao cầm giày cuồng nộ nó thọc cũng thốn rồi đấy. Xin Dao này đang có dấu hiệu Chà muốn lên xử thế sát lực. đâu. Có thể là nguyệt đao ở món đồ đầu tiên. Bot tạm ổn ha, bot ván này không fit đâu.
Nhưng bản thân kèo này là một kèo khó, dùng đối phương đánh lên cánh trên nữa. Đồ bà phá không được anh đi. Không tốc biến. Nhưng mà chiêu cuối sắp kịp hồi lại rồi. Pha này không có mắt để đi cắm mắt bụi cỏ trạc 3. Và thực ra có cũng không nên, không nên cắm anh em nhé. Bước ra đến bụi cỏ trạc 3 mà ăn cái quang địa chấn là nhiều khi không về được đâu. Đứng ở đấy farm thôi cũng được. Tay dài rồi. Sau level 6 là tay dài rồi. Con nào khó quá thì quang quy, con nào dễ thì đánh tay. Còn con nào mà cảm giác quay khó thì có thể cân nhắc bỏ. Pha này thì có chiêu cuối có thiêu đốt. Olaf cũng thảy quy ăn lính từ xa rồi. Không để sao cho mừng đánh tay cấu rỉa và nó cũng đã có giày 2 từ đối châu. Xin giao lao vào tấn công và ép được một cái Ragnarok nhưng Talia có mặt bán nguyệt thường tung chiêu cuối hỗ trợ xin giao một chút nhưng bị làm chậm và đánh tay. Sát thương đủ đến từ xin giao và đang phải là một tình huống che quy của Talia giúp xin giao rút lui đến từ sao cho mừng. Một pha di chuyển lên đến từ Anivia và liệu rằng có bắt được rừng đối phương hay không đây. Bắt được thì là quá tốt rồi anh em ơi. Không bắt được mà lại còn mất nội tại xong bị Zoe đơm chết ạ. Ây à. Nốt khiến trụ về đấy. Ok. Nhỏ ta. Hơi dướn rồi. Anivia hơi dướn cái mạng vừa rồi. Cái quay xe này thì mình lên mình đón sau anh em nhé. Phải về thôi. Phải về sạc máu với năng lượng trở lại để đi lane với Olaf thôi. Không thể cầu toàn trong việc đứng lại lấy con xe đấy được. Xin giao không bán nguyệt thương chui vào rừng với tình huống đứt flash và không có hạt thông nổ. Bot mặc dù đang PK thắng với 204 và 233 KDA nhưng bị thua farm. Có được một khiên trụ khu đứng dưới nhưng không biết là bot mất bao nhiêu khiên trụ rồi. Olaf có mạng xin giao, có bùa đỏ. Trụ đường trên của Sao Châu Mừng cũng đã mất tới nửa cây máu rồi. Lát hit tốt. Lượng tốt đánh hiện tại đủ để Sao Châu Mừng có thể mix đam lính dưới trụ một cách dễ dàng. Mấy bạn mà chú ý thay phán rồi. Đây là con tướng mix đam ăn lính dưới trụ thì nó mức độ trung bình thôi. Tan tay nó khá là bé. Nhưng mà có Q với E để reset. Ui, Olaf đứng nguyên ở đây, nguyên con luôn. Không tốc biến, không thiêu đốt, không chiêu cuối. Tân lính đẩy cao. Dừng đối phương lên. 100% chết. Đây là một tân khó anh em nhé. Không dừng cover. Và không có tài nguyên để PK ấy. Thẻ quy ăn lính nào. Được con xe. Nhấp nhả ăn lính và... đối phương quy thì né thôi. Mấy con vừa giờ phải bỏ đấy anh em nhá. Mấy con vừa giờ khó quá đấy. Bởi vì đi top những cái kèo mà cái lane từ nhà đến trường như thế này nó rất dễ bị solo kill các bạn. Ui, hơi đen là xin ra xuống trễ và chỉ hỗ trợ gỡ mạng chứ không phải là một tình huống cứu được AF. Dừng đối phương cánh trên rồi sao cho mừng giật về pha bãi người đá. Cố gắng tìm kiếm thêm một chút kinh nghiệm và lượng vàng tới từ bãi quay rừng này. Đối phương gọi sứ giả nhưng sao cho mừng thấy vẫn còn hai khiên trụ. Khả năng cao là một cú húc chưa chết nhưng mà ôi có Zui lên ạ. Thôi lách bóng ngủ. Lách được bóng ngủ rồi này. Dính quy còn tốc biến. Tốc biến sớm thôi, có cái lồng đèn cho xin cái lồng đèn cái bro. Tung chiêu cuối và thread quăng lồng đèn sao cho mừng quay lại quạt nhưng đối phương vẫn còn W tạo giáp và sát thương không đủ. Không có thiêu đốt đến từ sao cho mừng để dứt điểm một lát trong tình huống vừa rồi, mất trụ top rồi. Một cái trụ mà có lẽ là cũng không thể giữ nổi được nữa. Với tình huống đối phương kéo mid rừng lên và gọi cả sứ giả. Vì xin ra vừa có một nhịp xuống đường dưới nên là cũng không có ai cover sao cho mừng cả. Pha vừa rồi thì thread lên kịp để đảm bảo sao cho mừng không chết thôi. Về hướng lên trang bị tại phiên bản 13.11 này thì nó cũng không có gì thay đổi nhiều so với 13.10. Các bạn có xem những giao án trước mình làm của sao cho mừng thì biết là nó vẫn sẽ có những cái core item như là móc diệt, đao tím cùng với cuồng đao. Thì đây là ba trang bị đầu trận cho con Kale này, sức sát thương tương đối mạnh. Sau ba trang bị đấy thì sát thương đã đủ rồi. Bạn sẽ phải chuyển hướng lên những món trang bị chống chịu, thậm chí là thần chống chịu chứ không phải là semi nữa. Ví dụ như là khiên băng Randin, ví dụ như là giáp thiên nhiên nếu như đối phương có quá nhiều sát thương phép.
Olaf lúc này đã có một cái dìu mãng xa rồi thì phải. Và nó đẩy đường lúc này là tới nóc luôn đó. Boss thì Aphelios đổi mạng với Naughty. Sao cho mọi nó di chuyển xem là có quái rừng gì để farm hay không. Thời điểm này thì không có gì để farm cả. Về lại đường trên farm tiếp. Không chiêu cuối, không tốc biến. Spell vừa hồi lại xong là đối phương ép mất luôn rồi. Cũng may là giữ được mạng để tiếp tục farm thôi. Với sức mạnh tối ưu thì ai cũng biết rồi, nó sẽ là cấp độ 16. Sống qua được cấp độ 6 thì nó sẽ là khoảng thời gian tay dài để tiếp tục farm lên 11 và 16. Lên 11 thì có khả năng để cánh với tốc độ dọn lính nhanh hơn. Nhưng mà để giao tranh cùng với gây sát thương lớn thì bắt buộc phải là 16. 16 trở đi. Và 16 nó cũng phải đi kèm cùng với đó là khoảng chừng 3 trang bị anh em nhé. Mất trụ đường giữa và không dám ăn trụ top đến từ sao cho vâng. Tầm này đứng ăn trụ top đồng nghĩa với cái chết. Trừ những ván nào khó quá thì có thể cân nhắc ăn trụ top và đổi mạng. Nhưng mà ván này thì vì boss đánh cũng ok, boss mid đánh không đến mức gọi là quá fit. Có nằm xuống nhiều nhưng mà cũng có ăn được mạng nhiều. Nên không nên mạo hiểm. Về pha bãi người đá lấy cấp độ 11. Và bây giờ thì Olaf đành phải đẩy trước sao cho mang đẩy sau rồi. Qua cái thời điểm mà Olaf có thể đè đường con kêu và thực hiện pha băng trụ giết người rồi. Đã có cấp độ 11 dành cho sao cho mang và đồng đội đã lên cánh trên. Đó là Thresh cùng với Xin Dao và cả Afe nữa. Đồng đội có định phát động tấn công trong khu vực rừng búa xanh và sao cho mang chưa về đường trên đón lính được nha. Nhưng mà khả năng cao đối phương đã có tầm nhìn rồi. Rồi, Thresh gặp nguy hiểm rồi. Còn chiêu cuối, sao cho mang có quyết định đầu tư chiêu cuối cứu hỗ trợ hay không đây? Không dùng. Xin Dao có định lao vào lấy mạng Olaf để gỡ mạng nhưng mà không được. Nhưng mà Anivia đã có mạng của Naughty ở đâu rồi? Sao cho mang tới với tình huống bật E sẵn. Mạng dành cho Xin Dao. Không tệ, không tệ. Thresh đổi mạng được hai thành viên đối phương là không tệ rồi. Và sau tình huống đổi mạng như vậy thì nó sẽ có những khoảng trống để con kêu này được farm. Thay vì lên đường trên để farm như thông thường thì phải vào di chuyển hỗ trợ đồng đội một chút. Vì đồng đội mà... Boss bị solo kill rồi. Đồng đội mà có lợi thế thì mình cũng có nhiều thời gian hơn để farm anh em ạ. Tiếp tục farm ha, tiếp tục farm rất chill khu đường trên rồi. Với cấp độ 11 thì các bạn thấy là khi phun số nội tại đẩy đường là rất nhanh và... sẽ có trụ đường trên cho Sunshine cho tình huống này. 1.69 tốc độ đánh cơ bản. Với phun số của nội tại. Về thôi anh em ơi. 1.009 rồi. Quyết định ping đứng lại để bắt Olaf không tốc biến. Ok. Ui dồi, đối phương dọi thẳng cái thấu kính vào đầu ạ. Vãi. Thính 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 thính. Nhưng cái thấu kính vừa rồi chưa thấy có Xin Dao nha. Sao cho mình đang fake thông tin là tôi rất ngại bạn. Không muốn va chạm với bạn. Để Olaf nghĩ là sao cho mình lúc này chỉ có một mình thôi. Rồi, tấn công rồi. W để Xin Dao tăng tốc lao lên tấn công như đối phương đang Ragnarok. Hết Ragnarok bị làm chậm. Bất tốc hành chạy nhưng mà chạy kiểu gì đây? Từ nhà đến trường. Dùng E để dứt điểm và sau đó là một tình huống Naughty xuất hiện nhưng cũng chỉ là mớm thêm mạng dành cho Sochamung mà thôi. Double kill cho Sochamung cùng với đó là một tân lính nữa được kiểm soát với 2.900 tiền. Thalia đang ở trụ 2. Lợi thế về người thuộc về team Sochamung trong tình huống này. Một pha bait rất ác đến từ Sochamung. Một Olaf không có tốc biến. Cố gắng rock và tốc hành chạy nhưng mà cũng không chạy nổi. Sẽ là tình huống cố gắng ăn thêm một đợt lính nữa và bào máu trụ đường trên. Thậm chí có định băng trụ với tình huống kích tốc dành cho Xin Dao. Vẫn còn chiêu cuối tới từ sau cho băng để tiếp tục PK nhưng mà tốc độ ăn trụ là hơi chậm. Đối phương bắt đầu kéo người ra để phòng ngự và lính không còn nữa thì tôi nghĩ là nên về thôi. 3.000 tiền giàu rồi. Đến đây là đủ rồi anh em nhé. Đồng đội cũng đã có trụ đường giữa rồi, rất tốt rồi. Boss thì Anivia cũng đã bắt đầu tiếp cận trụ 1. Zoe 3-0. Đang có shutdown đấy nha. Nhưng mà đồ 3 là một cái đao tím thì nó cũng bổ sung thêm một lượng kháng phép tương đối để đánh cùng với Thalia và Zui hai cái Luden hiện tại. Ngon rồi ha. Hai đồ này bắt đầu có sát thương rồi đấy anh em ạ.
Sao Trâm đang có định muốn farm thêm nhưng mà đồng đội đang có định giao tranh. Đối phương đã ăn mất cả dòng nguyên tố rồi. Xin Giao lao vào. Sao Trâm tung chiêu cuối câu thêm một ít thời gian dành cho vị trí của Xin Giao, nhưng Xin Giao bị thiêu đốt mất máu hơi nhiều. Kích tốc lao lên quạt, sát thương là chưa đủ đấy, thì Sao Trâm đã đủ tốc biến lên quạt, hai quạt nhưng không đủ sát thương để hạ gục vị trí của Zoe, nhưng tiến sau thì đội cũng team phải thắng luôn. Hai mạng nữa dành cho Sao Trâm. Mặc dù mất đi một con rồng nhưng đó là một tình huống giao tranh thắng lợi với lợi thế 1-3. Hơi tiếc là không đủ sát thương với đòn đánh tay cuối cùng để dứt điểm thêm Zoe nữa. Trước khi đối phương tốc biến đi, nếu nhận được mạng shutdown đó thì đó là một tiếng giao tranh quá lời với giá phải trả chỉ là một con rồng nguyên tố, chưa phải linh hồn rồng. Trụ đường dưới có luôn. Và cấp độ lúc này sau khoảng chừng 20 phút là cấp độ 13. Và tôi nghĩ là đội hình bên phía team 1 đang không có đủ lợi thế để cản con kia lên 16. Nếu như ván đấu này có khó khăn hơn một chút thì vẫn còn một hy vọng trong việc là con kêu sẽ lên được 16 và nó sẽ gánh thời điểm đấy. Ok ha. Tập 2 rồi bắt đầu có đam rồi ha. Mặc dù thì nó chưa phải là ngưỡng sức mạnh tối ưu. Một ván đấu khó ở mức rank cao, một kèo khó. Một dừng lên cam liên tục, nhưng mà Sao Trâm cũng có những tình huống kêu dừng lên để phản công ngược trở lại. Và đã vượt qua được khoảng thời gian được coi là khó khăn nhất của một con kêu để tiếp tục tăng tiến sức mạnh và đe dọa đối phương late game. Pha này thì dọi thấu kính vào trong khu vực Baron. Chỉ cần không biết Baron anh em nhé. Baron nó có thể là một công cụ kết thúc ván đấu sớm cho đội bên phía team 1. Và chỉ cần không biết Baron thôi. Bằng mọi giá giữ được Baron là được. Rồng thì có thể mất thêm 1-2 con. Chỉ cần không mất Baron, không end game sớm. Thì lúc đấy ngưỡng sức mạnh của kêu nó sẽ đạt đỉnh. Tất nhiên ngưỡng sức mạnh đạt đỉnh thì nó không đồng nghĩa với chiến thắng bởi vì... Ây à, có xe ạ. À. Cấp độ 16 thì không đồng nghĩa với chiến thắng 100% nhưng nó giúp cho Sao Trâm dễ tác động tới ván đấu hơn và có quyền... Ôi, ép Baron luôn à. Bóng ngủ chuẩn xác tới từ vị trí của Zoe. Nhưng mà tốc độ ăn Baron với súng thiên lý và thang hoa luân là cực kỳ nhanh đến từ Aphelios và đối phương không ra kịp rồi. Kêu và Anivia cùng với Aphelios và Xin Giao sát thương nhiều nữa. Đã giúp team Sao Trâm ăn lén được con Baron. Lượng kinh nghiệm mang lại từ Baron là cực kỳ lớn đấy anh em nhé. Đồng đội lại giao tranh rồi. Xin Giao chết trước rồi. Sao Trâm vòng ra bắt được một con Thalia đang kẹp lại. Thalia tấn công cánh còn lại bị Sao Trâm quạt, bắt đầu là mất máu hơi nhiều đến từ vị trí của Thalia. Sao Trâm 1 đánh 3 đánh 4 có mạng đầu tiên. Olaf có triple kill nhưng không dám lao lên. Zui đang cầm một cái cung phong linh. Sao Trâm còn R. Tự tin đứng lại, đối phương lướt cung phong linh lên bóng ngủ. Trúng rồi. Bắt buộc phải đánh tay nhưng tung chiêu cuối ở dạng bị bóng ngủ là cúc rồi. Hết Baron. Vừa ra mid chưa pick được xong một wave, đang defend mid wave Sayah đẩy vào thì đồng đội team fight và Xin ra chết sớm quá. Nếu mà có Sao Trâm ở đấy tung chiêu cuối để Xin ra tiếp tục gây thêm sát thương thì đó cũng là một vị trí có khả năng gây đam rất tốt. Rất tiếc là khi Sao Trâm trở lại thì quạt vào cái đồng hồ con Thalia mất rồi. Mất khá là nhiều thời gian. Và cũng chưa kịp về nhà giải phóng lượng tiền sau khi có Baron nữa. Một quyết định giao tranh hơi vội đến từ team của Sao Trâm. Và để mất hết áp lực đến từ Baron mất rồi. Nhưng không sao. Không phải là tình huống giao tranh thua khi mà mất Baron. Giao tranh thua khi có Baron. Nó không được tận dụng tốt nhưng mà ít nhất nó cũng giúp cho Sao Trâm có một lượng kinh nghiệm lớn. Rồi Xin Giao comeback với bán nguyệt thương và solo kill vị trí của Olaf ạ. Dừng rất biết chơi. Dù tình huống trước đấy giao tranh thua nhưng mà pha này thì comeback gỡ mạng tốt. Tính ra game này là một game căng đấy anh em ạ. Vì mức rank khá cao cùng với một tiết tấu khá căng thẳng đến từ cả hai team. Không phải là một ván đấu lệch cho bên nào cả. Và Sao Trâm cũng xử lý nó có vẻ là khá an toàn, không quá hổ báo. Ngày hôm qua mình có làm thử một vài giao án thì Sao Trâm đánh ở mức rank đại cao thủ đấy nhưng mà xử lý hơi bị chủ quan và có phần hơi ỉ lại vào đồng đội xanh ấy. Nhưng ván này thì trai hát ha. Không có dịch chuyển để đánh nhau đâu anh em nhá. Bắt được Olaf cố gắng ăn trụ hai đường trên, nếu mà ăn được thì ăn rồi rút lui là đẹp. Ăn rồi rút lui chuẩn bị 40 giây rồng sau này. Cấp độ 15 cho Sao Trâm sau 23 phút. Và trang bị tiếp theo nó sẽ là một cái đồng hồ cát Junia không phải. Bán cái giáp lụa này đồng hồ cát rồi. Bán giáp lụa chứ không phải là up một cái khiên băng Rabin. Tất nhiên một kêu AD lên đồng hồ cát thì nó không phải là một trang bị quá tệ đâu anh em nhé. Giống như của con Jack quay tay đi top vậy. Nó là một con tướng mà nhìn là thuần
đấu sĩ, sát thương vật lý, nhưng mà sát thương phép của nó cũng khá là nhiều và cái skill AP, các kỹ năng nó cũng có chứ không phải là không. Một pha thầy quy dọi thấu kính vào quạt từ nhà đến trường rồi. Rất tiếc là không đủ sát thương với thiêu đốt. Đấy. Chưa về đi, sao còn chưa về đi? Sao chúng mình có tốc biến lại rồi này? Đứt lưu đi lên. Rồi, e flash mày đi up. Nó cũng còn flash vậy. Đồng đội canh dưới teamfight lỗi rồi. Bây giờ mới để ý là đồng đội dưới teamfight thua chết 4 người rồi. Không ổn rồi anh em ơi. Tưởng chừng là một game dễ nhưng mà nó chưa dễ lắm thì phải. Và sao cho bây giờ mới tiếp cận được trụ hai đường trên, gỡ được một trụ mất rồng, mất 4 mạng đường dưới. Tiền thì có nhưng mà cấp độ chưa đủ để 16. Có quái rừng để cướp hay không? Câu trả lời là không. Một pha bật E flash lên nhưng mà căn tầm đánh fail đến từ Sachamon và chỉ đổi được spell với Saya bên phía bên kia chứ không phải là một tiếng solo kill. Nếu solo kill thì nó sẽ tối ưu hơn rất nhiều về tài chính cho lần về nhà này. Burn flash ra nhưng mà cũng chỉ đổi flash với xạ thủ đối phương. Một ván đấu vẫn đang bám farm rất tốt tới từ Sachamon vì tình huống vừa rồi không tham chiến nên là cái nhịp farm ở khu đường trên của Sachamon trong khoảng chừng 3 phút nó rất nhiều. Nó cực kỳ nhiều. Bùa đỏ này thì sao nhỉ? Cho tôi bùa đỏ tôi lên 16 cái. Đấy, con Saya này hết rồi anh em này, con Saya này hết hết flash thôi, nó hết flash hết tốc hành thôi, vẫn còn nó khả năng cao đã hồi chiêu cuối cùng với cung phong linh rồi. Còn Sachamon sẽ cần phải xử lý đường cánh như thế nào đây khi mà Waybot đang bắt đầu tràn trụ, bởi vì không có dịch chuyển nên là pha này không xuống bot được. Anivia là người ở lại khu đường dưới phòng ngự. Cái tên đẩy tới từ Olaf và Sachamon đang di chuyển ra khu đường giữa phòng thủ chung với đồng đội ở cấp độ 16. Đến thời điểm này có 3 trang bị hơn cùng với cấp độ 16 thì phần nào đó cái áp lực gánh sát thương của đội hình bên phía team Sachamon nó nhẹ hơn dành cho AFE rồi. Ôi xin ra tung R, sao không kích lồng đèn về ông ơi. Thôi xong rồi, còn cái đồng hồ cố gắng R chạy nhưng mà xin ra lại lao vào tiếp. Con xin ra là không có số lùi. Sachamon bấm đồng hồ và sau đó thì bật E sẵn có mạng của đối phương và thậm chí là hai mạng trước khi lên bảng. Nhưng mà đồng đội team fight ổn không? Một kháng phép này. Con Shinra này hơi chiến hơn, Shinra này hơi hổ báo quá rồi. Sachamon gỡ được 2 mạng nhưng mà trong khi đó thì team nằm xuống tổng cộng là 3 mạng, tính mạng của cả Sachamon nằm xuống nữa. Đổi hơi lỗ. Pha đấy thì cặp bot đã khá lâu rồi. AFE cùng với Thresh đã khá lâu rồi. Ui, con Olaf một máu mà nó vẫn đấm con AFE mất tương đối nhiều máu. Thế nên tình huống vừa rồi cũng chỉ là một tiếng đổi mạng đến từ Olaf và Aphelios mà thôi. Vẫn mất trụ 3 đường giữa anh em ơi. Đồ cuối bắt buộc phải lên thêm kháng phép rồi. Kháng phép từ đao tím nó không đủ để đánh cùng với Thalia và Zoe. Không sao, từ thời điểm này là sao cho mình gánh rồi anh em nhé. Từ thời điểm này là không phụ thuộc vào đồng đội nữa rồi. Đã có thể gánh rất nhiều phần trăm điều kiện thắng cho đội bên phía team 2 rồi. Đứt lao lên, nó có tốc hành nhưng mà phong lôi thương chúng, Saya đi. Bị cái nhịp hất tung Q3 của Shinra và cút luôn rồi. Tôi không biết là có R hay không nhưng mà khi bị hất tung như vậy thì chắc là cũng không kịp R. Bây giờ thì cả Olaf lẫn cả Aphelios đều hồi sinh đi ra và sao cho mình đã phải tung chiêu cuối để cứu Thresh. Cũng không sao. Ê, nhầm đối phương ép đánh nha. Anivia nên rút lui thì hay hơn bạn ơi. Đối phương bắt đầu đi ra rồi, sao cho mình không còn chiêu cuối nữa rồi. Về không quạt luôn hả? Chiến luôn, quạt luôn, Naughty đi rồi. Hay. Nếu mà về là đã quá lợi thế rồi anh em nhé, nhưng mà Thresh lại có một tình huống kéo ngược trở lại hay. Và dính một cái kéo của con Thresh thôi là con Naughty đi nguyên cây máu anh em ạ. Hai trăm sát thương tay, 147 AP, 2.3 tốc độ đánh. Và sao cho mừng đang có định farm thêm một tơn nữa khu vực đứng trên để không biết có đủ dược phẩm không nhỉ? Nếu mà về đóng cái giáp thiên nhiên thì không đủ.
Tôi cũng không được nhìn minimap xem là cánh dưới hiện输了tại十thì天giống再rắn ra sao.真输不了一点，可是我差五Dìu千được块một tân钱，lính khá to lên khu rừng trên rồi sau đó哎，thì完了。1.900 à, dư à? 1.900 là đủ để mua dược phẩm rồi anh em ơi. Ai Ok, là ai? ok, ok. Ờ, thực ra tôi tiền Dược không phẩm đủ. thường cho con kêu này sẽ là dược phẩm cứng cáp. Tôi nghĩ tôi tiền không đủ. Lấy thêm chức chống chịu bởi vì sát thương đã Lại dư phân đi là giảm giá rồi. Không phải 2.000 块. à. Đó, full đồ sau 29 phút ha. Vừa kịp xuống rồng luôn anh em ơi. Đối phương có lẽ cũng sẽ có đủ 5 người nếu như quyết định teamfight, mà chỉ sợ là bên phía bên kia lúc này không không muốn teamfight á. Có thể là do thiếu tầm nhìn, cũng có thể là do không còn đủ tài nguyên nữa. Chém mãn là không thể lại chơi Khả năng cao là do thiếu tầm nhìn vì Naughty bị bắt lẻ trước đấy thì không ai cắm mắt cả. Rồi, cầm Baron lên anh em ơi. Nhưng mà cân nhắc đi chung chứ hả? Đi xé lẻ này hơi căng à. Bị bắt lẻ thời điểm này sẽ bị mất hết tác dụng đến từ Baron. Trừ khi bị bắt lẻ mà lấy được chứ. ba chiêu cuối thì mới 4 đánh 5 được nha. Rồi bóng ngủ sau đó thì lao vào cấu rỉa, nhưng mà hình như mình sao trượt thì phải, sao cho nó dính móc rồi. Đứng quạt luôn, ai móc thì chơi người đấy trước. Naughty móc vào và không thấy đi ra được rồi. Nhưng mà sao cho mình cũng đã phải trả giá với rất nhiều lượng máu mất đi. Thread đang bị tấn công, sao cho mình quyết định giữ chiêu cuối lại. Olaf lao thẳng vào, sao cho mình tung chiêu cuối quạt tiếp. Bấm đồng hồ và sau đó phải tốc biến chạy tới từ vị trí của Talia với một máu, nhưng mà Anivia mất nội tại trước trụ và bị trụ bắn hạ rồi. Tình huống đẩy về là 3 đánh 3. Một cú nghịch sao tốt của Zoe và khiến cho Aphelios bay màu. Và đối phương bắt đầu nhặt hàng tỷ spell lên xử lý rồi. Chiêu cuối cùng phong linh các kiểu, nhưng sao cho mình kích đứt đi về. Còn tốc biến không sao, không sao. Về 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 về. Baron chỉ ăn được trụ 2 được dưới ạ. Về bán móc diệt lên suy vong. Cái móc diệt 13.11 thì nó đổi thành sát thương vật lý rồi, nhưng mà cuối trận thì sao cho mình vẫn thường xuyên đổi cái móc diệt thành cái gươm suy vong. Sao cho mình cảm nhận là cái gươm suy vong này về late game nó khỏe hơn là cái móc diệt thì quái anh em nhé. Và nó thực ra cũng là trang bị on hit cả. Rui flash chạy nhưng bị suy vong làm chậm rồi. Có Thalia quăng địa chấn, nhưng mà quăng địa chấn đẩy sao cho mừng ra chứ không phải là hất về anh em ạ. Nó cũng rén rồi. Nó đứt ra để cứu con Rui chứ không phải là đứt về anh em ạ. Đứt về thì vẫn có làm choáng thôi, đứt về vào cái tấm thảm thì vẫn có làm choáng thôi. Nhưng mà kể cả là có làm choáng thì con kia nó tỉnh choáng nó quạt chắc là cũng chịu không nổi á. Được, được, ăn được, ăn được, ăn được, được xe bùa mà, được xe bùa mà bro, được xe bùa mà bro, 13.11 rồi bro. Aphelios không dám đi vào ăn bùa ha. Ok. Thôi bây giờ full đồ để cho xin giao farm mình lấy team up thôi mà. Có cái bùa xanh nữa hả? Có cái bùa xanh súng lụm luôn anh em ơi. Dọi thấu kính ăn bùa xanh cho nó chắc ạ. Kỹ. Ôi, bùa xanh đâu rồi? Cái bùa xanh đâu rồi anh em? Hết tham minh rồi. Hay đen. Hello Olaf, khỏe không bạn? Chào em nha. Quạt làm chậm tới từ suy vọng, Olaf bắt buộc phải kích R chạy, nhưng mà sau đó sao cho vẫn hit and run theo với bùa đỏ. Không có tầm nhìn. Olaf flash chạy, sao cho mừng đang đặt mình vào tình huống phải cân tim. Một cân hai, còn chiêu cuối, tung chiêu cuối quạt chết thằng Olaf này trước, sau đó tốc biến lên quạt tiếp vào người của Thalia nhưng đối phương còn đồng hồ. Threat tới quang lồng đèn lao ra, lướt cung phong linh tới từ vị trí của Seiya và sao cho mừng còn đồng hồ để né khỏi một tiếng chiêu cuối tới từ Naughty. Tỉnh lại đánh tay kết liễu xạ thủ đối phương 1-2. Không, thậm chí bây giờ là 1-4 rồi. Xin giao đi bộ vuốt dâu phá trụ rồi, đồng đội đã xuống pháo trọng trường, giật quy làm choáng các kiểu. Và đây có thể sẽ là tình huống kết thúc ván đấu. Quạt chết Olaf, quạt mềm vị trí của Thalia, ép đồng hồ Thalia và sau đó là một tình huống mà Seiya nỗ lực hạ của sao cho mừng cũng đã phải trả một lượng máu quá lớn. Đó, bắt đầu chém gió rồi đó. Ok chưa? Tôi gạch lên đây được ok chưa? Ok chưa? Who need ADC? ADC chém ác. Tôi gánh tin xong rồi là chém ác. ADC, hôm qua cái con A chóc quên đợt lính thì không biết là hôm qua sau khi có cái màn A chóc gọi là bỏ qua lính để đi end game fail thì mặt mặt sao cho vâng nhìn nó hơi cay, nhìn nó như kiểu mà 41.000 sát thương ok chưa? Ai mới là ADC của cái game này đây? Ai mới là ADC cho cái đội hình này đây? Gánh sát thương và
gánh team về Chả giai bán, không đoạn chả bán, ôi nửa trời, sau của ván thi chả đấu bán không khi phải mà đi. đã có trang bị và có cấp độ cần thiết. Như mình đã nói thì đây là Khách một hàng kèo quý bạn. khó anh em nhé, đây là một kèo cực kỳ khó luôn và đối phương đã Ôi ôi trời, đây giao sản. kéo rừng lên Tôi sớm.必须 để giao sản. Và một rừng level 3 như Thalia thì chịu rồi. Mà sao trông vẫn rất thính à? Ping rừng lên ở tình Khách hàng huống tái sớm. tân lính đối phương reset. Ping xin giao lên Yêu cái bụi người cỏ thân phía sau choa anh em ạ. của. Ping có xin giao ngay từ đầu chat kêu xin giao lên counter gank luôn. Và ping vị trí đứng cho xin giao được các bạn. Nắn chuột cho xin giao chơi cái game này luôn. Là ông đứng phía sau tôi đi, dừng đối phương ở đây thì anh em mình đơm. 2 đánh 2 ok, tôi còn thiêu đốt. Mặc dù bị tấn công trước nhưng mà có giáp cốt sau đó thì xin giao tới. Và xin giao cùng với kêu đánh 2-2 thì có một tình huống 2 đổi 2. Mặc dù tân lính hơi xấu nhưng mà nó giúp cho Sacha ít nhất là vượt qua được cái đoạn này anh em nhé. Cái giai đoạn từ level 3 đến level 6 là giai đoạn cực kỳ khó khăn. Và khi mà vượt qua được đoạn đó để có cấp độ 6 bắt đầu farm được từ xa, có cấp độ, có trang bị thì chất tướng là chất tướng gánh game rất là khỏe rồi. Hẹn gặp lại anh em vào những Chuẩn bị gian khác của cả Sacha nhá. Bye bye anh phá cũng em. không xa thả, không xa thả.